Nhanh cái mạch 400W cộng 400W hai kênh để bi revert echo ha, tích hợp chống hú ha. Rồi, revert echo FX chống hú ha. EQ 5 band. Rồi. Bên trong bo mạch ngõ ra hai kênh, cục biến thế lớn ha. Double mạch thu micro đến 4 tay micro ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ test cái thằng tiếng micro. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ha, cái đó là tiếng thu revert. Giờ mình đẩy echo lên, gọi là tiếng revert echo. Alo, 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 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, tục mình sẽ test nhạc ha, đây. Thank you.